Mình chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin tức thời sự 24 giờ hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Vụ việc thổi giá kit xét nghiệm test COVID-19, lợi dụng dịch bệnh, ăn tiền bất chấp luật pháp, sự thật bị vạch trần. Đó là nhận định của các chuyên gia, luật sư khi nói về việc thổi giá kit xét nghiệm liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á và một số trung tâm kiểm soát bệnh tật của các tỉnh thành. Theo đó, quy trình được gọi là chỉ định thầu rút gọn mua bộ xét nghiệm COVID-19 để chống dịch bệnh là cần thiết, nhưng hiệu quả của việc chỉ định thầu mua sắm như thế nào lại phụ thuộc vào lương tâm, trách nhiệm của lãnh đạo các CDC, các bệnh viện và trung tâm y tế địa phương. Chỉ định thầu rút gọn là một hình thức chỉ được áp dụng trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh và chiến tranh, nên pháp luật cũng quy định rõ người đứng đầu các đơn vị thực hiện chỉ định thầu sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Theo đó, kết quả điều tra bước đầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về vụ việc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thổi giá bộ xét nghiệm COVID-19 khi bán cho CDC và các cơ sở y tế khác tại các tỉnh, thành phố, qua đó thu về gần 4.000 tỷ đồng, cho thấy các bên liên quan đã lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu xét nghiệm của các địa phương trên cả nước về dịch bệnh COVID-19 để trục lợi. Cụ thể, bộ xét nghiệm COVID-19 được ông Phan Quốc Việt, giám đốc công ty Việt Á, đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng. Sau đó, Phan Quốc Việt đã thông đồng với lãnh đạo một số đơn vị này, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận không các báo giá, cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Như vậy, các bên liên quan đã lợi dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn trong mua sắm bộ xét nghiệm COVID-19 để trục lợi. Theo tiến sĩ Trần Việt Hùng, nguyên vụ trưởng vụ quản lý đấu thầu, nay là cục quản lý đấu thầu, cho rằng chỉ định thầu rút gọn hay không rút gọn, suy cho cùng vẫn là con người làm thôi, cán bộ thực hiện việc mua sắm bộ xét nghiệm. Họ cố tình đục khoét chứ không phải quy trình có lỗ hổng, vì quốc gia nào trong bối cảnh dịch bệnh, chiến tranh, địch họa cũng cho phép làm rút gọn đi. Chỉ định thầu rút gọn để rút ngắn thời gian mua bộ xét nghiệm COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh, khẩn cấp nếu làm đàng hoàng, không có gì sai. Nhưng rõ ràng với công ty Việt Á lắp tay cho lãnh đạo CDC Hải Dương 30 tỷ đồng để được cung cấp bộ xét nghiệm COVID-19 là tham nhũng, là tiêu cực rõ ràng. Tình huống dịch bệnh cấp bách, nguy hiểm, nếu không cho chỉ định thầu rút gọn để mua bộ xét nghiệm phục vụ chống dịch thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng người dân. Về tình hình dịch bệnh cứ cấp bách từng ngày, từng giờ nên phải cho địa phương chỉ định thầu rút gọn, mua sắm vật tư, chống dịch chậm một ngày có thể chết nhiều người. Quy trình thực hiện chỉ định thầu rút gọn mua bộ xét nghiệm không có gì sai, nhưng những cán bộ có trách nhiệm liên quan lại không giữ mình, vì thế đã dẫn đến tình trạng thông đồng thổi giá. Theo ông Hùng, trong chỉ định thầu rút gọn mua bộ xét nghiệm COVID-19, thì CDC các địa phương sẽ tự có quyền chọn một đơn vị đủ năng lực để cung cấp thiết bị, rồi sau đó họ mới làm kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Quyền của lãnh đạo, các CDC, các bệnh viện trong chỉ định thầu này rất lớn nên họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. CDC địa phương đã áp dụng bối cảnh cấp bách dịch bệnh để mua bộ xét nghiệm COVID-19, nhưng không có nghĩa họ được mua sắm tùy tiện. Luật đấu thầu thì tạo điều kiện thông thoáng cho mua sắm thiết bị y tế trong bối cảnh dịch bệnh xảy ra như hiện nay, nhưng không có luật pháp nào cho phép lãnh đạo của các CDC, bệnh viện, quan chức địa phương, các bộ, các ngành được nhận tiền lót tay khi tổ chức đấu thầu. Còn theo luật sư Nguyễn Tiến Lập, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho hay, việc mua sắm bộ xét nghiệm COVID-19 phải triển khai rất gấp. Hơn nữa, các nhà cung cấp lại rất ít. Cái khó ở đây là không có thị trường thực sự cho cả mặt hàng và giá cả cũng ít sự lựa chọn. Vì thế, việc mua bộ xét nghiệm phụ thuộc vào chỉ đạo của Bộ Y tế, mặt hàng cũng đặc biệt. Thực tế thì Bộ Y tế đã duyệt nhà cung cấp, duyệt mặt hàng rồi. Bộ Y tế đã có chỉ đạo về mặt hàng và nhà cung cấp. Ai được tham gia cung ứng đã rõ từ trước đó rồi. Về giá thì Bộ cũng công bố giá khuyến nghị, vì thế không có thị trường, không còn đấu thầu cạnh tranh nữa. Bối cảnh này rất dễ bị lạm dụng. Việc thổi giá bộ xét nghiệm là tội phạm có tổ chức, được chuẩn bị bài bản, chứ không đơn giản là lòng tham, trục lợi ngẫu nhiên. Thậm chí, người phạm tội tính được hậu quả, vì thế hệ thống giám sát bị vô hiệu hóa, hậu kiểm tra thông thường và thanh tra, kiểm tra không có tác dụng, nên cơ quan điều tra phải vào cuộc làm rõ, luật sư Nguyễn Tiến Lập nhấn mạnh. Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ, ông Trần Hào Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, việc thực hiện chỉ định thầu, mua sắm bộ xét nghiệm COVID-19 ở CDC, bệnh viện, trung tâm y tế các tỉnh thế nào, các địa phương tự thực hiện theo quy định.
Đồng thời, CDC, bệnh viện các địa phương chỉ định thầu mua bộ xét nghiệm với giá bao nhiêu, họ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hành vi của công ty Việt Á thông đồng với CDC, bệnh viện các địa phương để thổi giá bộ xét nghiệm COVID-19 là hành vi bị cấm theo Điều 89 luật đấu thầu. Các bên đã thực hiện các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, đó là đưa, nhận, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, thông thầu và gian lận trong đấu thầu. Các nhà thầu vi phạm, ngoài việc xử lý trách nhiệm hình sự còn bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu và đưa vào danh sách nhà thầu vi phạm trên mạng đấu thầu quốc gia. Thời điểm dịch bệnh dầu sôi lửa bỏng, đòi hỏi phải xét nghiệm cho công nhân nên nhu cầu mua bộ xét nghiệm rất lớn. Trong khi đó, số doanh nghiệp được cấp phép cung cấp đếm trên đầu ngón tay. Do vậy, doanh nghiệp của tôi cũng là khách hàng của Việt Á. Không kể, mua tặng các huyện, thị xã và máy móc các thiết bị khác, chỉ riêng chi phí kit xét nghiệm, mỗi tháng, công ty của tôi đã tốn không dưới 800 triệu đồng, dòng dã từ tháng 7 năm 2021 đến nay. Thú thật mà nói, khi thực hiện mô hình 3 tại chỗ, chúng tôi chỉ nhằm duy trì sản xuất chứ không đạt công suất và hiệu quả. Đau lòng hơn là trong lúc người dân, doanh nghiệp khó khăn lại có người trục lợi. Họ cần phải được xử lý nghiêm. Giờ tôi giá như bộ xét nghiệm không bị thổi giá, có thể công ty tôi đã có thêm một khoản tiền lớn để ủng hộ chung tay phòng chống dịch. Có nhiều doanh nghiệp phải buộc bụng mua bộ xét nghiệm giá cao, vô tình đánh mất cơ hội cho nhiều người khác được hưởng thụ, thật đáng tiếc. Ông Đỗ Lập Nghiệp, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Việt, mỗi tháng phải bỏ tiền xét nghiệm gần 5 tỷ đồng một tháng. Để duy trì sản xuất cá tra xuất khẩu trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, chúng tôi đã tổ chức mô hình sản xuất 3 tại chỗ với gần 3.000 công nhân. Lúc bấy giờ, tiền xét nghiệm gần 5 tỷ đồng một tháng. Trong phương án sản xuất 3 tại chỗ của chúng tôi có kế hoạch xét nghiệm rõ ràng đối với người nguy cơ cao 3 ngày một lần, người nguy cơ thấp mỗi tuần một lần. Đặc biệt, khi có công nhân mới vào hoặc công nhân về nhà rồi quay lại công ty thì bắt buộc phải xét nghiệm PCR. Bộ Y tế nói gì? Sau 3 ngày tính từ khi Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị bắt để điều tra vụ nâng giá bộ xét nghiệm, chiều tối ngày 21 tháng 12, Bộ Y tế đã phát đi một thông báo, thông tin về một số vấn đề. Sau khi thông báo này phát đi, có nhiều ý kiến phản hồi cho rằng Bộ Y tế không thể vô can. Tuổi Trẻ đã gửi nhiều câu hỏi đến Bộ Y tế và đang đợi Bộ Y tế trả lời như vì sao có mức giá 470.000 đồng một bộ xét nghiệm, số lượng đã sử dụng thời gian qua và chất lượng thực tế của sản phẩm Việt Á. Dưới đây là một số nội dung từ thông báo của Bộ Y tế.